Dạ, mến chào quý cô chú, anh chị trên mọi miền Tổ quốc ha. Thì hôm nay Pháp Thái đến đi vườn, đến vườn của Ngân Nguyễn có một cái lô Mỹ Hồng này, phải nói là hoành rất là lực và phơm tàn rất là đẹp. Đang lên một cái cây nụ nha quý cô chú, nó rớt một đợt hoa trước rồi nhưng mà bây giờ nó chuẩn bị lên một cái cây nụ tiếp theo. Lô này phải nói là trồng công nghiệp còn sót lại của những cái lô đã giao lưu hết rồi. Nói chung thị trường bây giờ thì hàng Mỹ Hồng mà công nghiệp lực như thế này thì cũng rất là hiếm nha quý cô chú. Đa số là nhà vườn bán ra để canh tác lại cái loại khác. Thì hôm nay mình sẽ gặp Nguyễn để báo giá cái lô này. Quý cô chú nào mà cần cái nguồn cho cái nguồn hoa Tết đó, thì cứ liên hệ ha. Và mình báo giá sỉ lẻ tất cả cho quý cô chú mình nắm bắt luôn nha. Lô này thì hoành dao động từ 16, 17, 18, những cây chọi thì 19, 20 luôn nha quý cô chú. Lô này tổng số là 200, khoảng 250, 260 cây. Còn cái bờ bên kia nữa, nhưng mà hôm nay mình giao lưu cái khu vườn bên đây thôi. Còn cái bờ bên kia thì xong cái lô này sẽ giao lưu tiếp. Rất là nhiều quý cô chú ơi. Cây này hiện tại quý cô chú mình ha, khi mà Mỹ Hồng quý cô chú mình giao lưu á, là những cái mặt lá như thế này thì nhà vườn bứng là bảo đảm an tâm cho quý cô chú mình luôn. Tại vì lá nó đã khằng lại rồi, mình bứng nó sẽ không bị mất sức, nó không có rễ non. Khi mà cái cây mà nó ra lá mà xum xuê mà nó xanh mướt mà nó non trong á, là mình bứng nó sẽ bị mất sức, là như cái chỗ này nè. Mấy cái đọt này là phủ hết cây á, là mình bứng sẽ bị mất sức. Còn lô này mình bứng rất là ok. Rồi, chào Ngân. Dạ em chào anh Thái ạ, chào cô chú anh chị trên kênh Pháp Thái TV. Hôm nay em có một vườn Mỹ Hồng cây rất là to, rất là khủng nha quý cô chú. Muốn giao lưu với quý cô chú anh chị gần xa. Cũng như gọi số điện thoại của em là 070-4897-859, nó cũng là số Zalo của em ạ. Rồi tổng thể vườn này tầm khoảng 260 gốc ha. Em có khoảng 260 gốc Mỹ Hồng rất là to khủng. Cái lô này trồng công nghiệp mà nó đang rớt đợt bông quý cô chú. Nó đang chuẩn bị lên cái cơi bông tiếp theo. Cái này thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm đi, nó rớt bông gì mình bứng về vô chậu cây nó rất là dễ khỏe. Đúng rồi, lá nó khằng nó không có ra cái non. Còn những cái cây mà nó bắn tược á là nó sẽ ra đọt, rồi mình bứng nó bị ra cái non. Dạ. Rồi nhưng mình đo một cây đại diện đi Ngân ơi. Nói chung là có nhiều cái size khác nhau. Dạ, chiều cao này là 1,5 m ạ. Tán ngang thì 1,5 m luôn. Cây này bứng lên là rất là nâng cây nha quý cô chú. Dạ, hoành thân là 15 ạ. Rồi, cây này là 15. Này thoát thân. Thoát thân là 40. Cái lô này thoát thân của em là từ 20 tới 40 nha quý cô chú. Rồi mình cho cái giá mỗi size như thế nào anh Ngân? Nếu mà cô chú anh chị nào mà chốt lẻ thì là giá 850.000 một cây, là em bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn ạ. Cây thì em bao sống trong vòng 1 tháng rồi. Và mình giao theo cái thước tất nãy giờ mình đo ha. Dạ đúng rồi. Hoành là em dao động là từ 15 đổ lên. Rồi. Có size lớn 15 tới 17, 17 cũng có nữa. Nếu mà cô chú anh chị nào chốt theo hoành thì liên hệ em sẽ báo giá thêm ạ. Rồi, quý cô chú nào có điều kiện ở gần ở đây thì muốn lấy sỉ thì tới vườn coi cho nó kỹ hơn chút ha. Đúng rồi. Rồi mình đại diện mình đo cây bự hơn chút đi. Cây này cái form phải nói là cái form rất là dữ luôn quý cô chú. Cây này, cây này kế bên luôn đi. Đây nó đương với nhau những cái tàn á. Nhưng mà cây này cái tàn lớn hơn ạ. Tán ngang thì em dao động, tại vì nó trồng khích khích thì em dao động là số đo nhỏ nhất thì từ 1,5 m á. Cây này cái lô này nằm trên mô nha quý cô chú. Rồi cái đế này rất là già cây luôn cô chú anh chị. Chốt lô này là ưng ý, hoành là 16 ạ. 16 gửi luôn. Dạ, bao hoành là từ 15 đổ lên. Em đo trên cái tay cành trên này coi nó có bóp không. Trên này giót lại là còn 15 á quý chú. Lô này nâng cây nó không bị bóp trên này ha. Đế nè. Đế thì đế này lô này hiện bao đế luôn rồi, đế rất là dữ. Này khui lên là dữ dằn luôn, và đất này nói chung là rất là cứng nha. Này bứng bầu rất là tốt cho cây, nó không bị lắc. Cái này quý cô chú mình về là vừa nè. Để anh Trang vô đây quay mấy cái gốc. Rồi mình sẽ đi tiếp tục. Đây đây có những cái gốc hoành bên này. Đây quý cô chú. Ôi đế nè. Lô này nè. Vô đo cái cây này nha. Nè, có đế nè quý cô chú. Đế là bao đế luôn. Đế nó cuộn vậy nè.
thân nó lắc nhẹ lô nữa. Nào cũng lô này chưa khui á, nào cũng có đế hết á. Vành 14. Vành 23 từ 14. Đây tay cành nó đóng rồi quý cô chú, đóng rất khéo. Lô này đa số là có đế hết quý cô chú ơi. Trồng trên mô nè. Đây, đế nó cuộn nè. Mỹ hồng mà đế như thế này như đế mai luôn nè. Chưa khui đó. Thân rất là lực nha. Lô này thì thất thân cũng tầm khoảng dao động từ 4 tấc 5 tấc. Tại vì bây giờ là đi vô đây là nói chung là không có thấy mặt trời luôn á. Có mấy cây trong đó rất là lực ha, trồng công nghiệp mà ngay hàng thẳng lối trên mô và có màn phủ hết nha quý cô chú. Rồi mình đi thế gà dài ra kia. Quý cô chú nào à, lấy sỉ thì mình sẽ thương lượng ưu tiên cái giá nó sẽ mềm hơn và có xe giao cho quý cô chú mình luôn nha. Này lô này là phải lấy sỉ là phải có đi xe tải giao. À, mấy cây mà trước cần lực. Ôi ôi. Hết thế rồi. Này chưa khui nữa nè. Còn sâu. Bao đế nha quý cô chú. Tại vì cây này hừng trồng trên chậu này, cây đế nó cuộn nè. Rồi đó hảo cái hoành đó nha. Mười bốn gửi gần mười lăm cây này xuất thân cao nha, thân cỡ 50, tài cạnh đóng nè. Xuất thân cao thì hoành nó sẽ nhỏ. Những cái lô như thế này quý cô chú mình an tâm, khi mà nó rớt một đợt hoa này quý cô chú mình đứng là không có bị mất sức nha, tại vì hoa nó đã già, lá nó đã già nó khăn, lá non bứng là nó phải sẽ dễ bị sập. Hóa xá cái phơm. Cây này mà bứng ra thì dữ lắm nha cô chú. Đế nè, cây này thì bứng ra tàn nó rất là to, tại vì trồng nó khít cô chú. Trên mô thì đế nè. Nè. Cuộn. Hoa trời cái đế. Hoành 16 gửi gần 17 luôn quý cô chú. Những cây chọi là 17 nha. Đó, như cây đằng đó là 17 đó, cây đầu hàng đó đó. Đế rất là dữ luôn. Đâu? Còn những cái quay trở lại đi vô đây vô sát trong, tại vì cái lô này nó nằm nó kiểu giống như là nó đương với nhau á. Cái này là một tuần về trước á, một tuần một nửa tháng về trước là nói chung là nó gực một cái ha quý cô chú. Mình thấy hoa nè, nó tàn mà nó rụng xuống như thế này nè, là trời ơi phải chen vô ý chú ơi. Cây đế này, cây này là mưa nó trôi đất rồi đế nó cuộn lên nè. Bên cây này chiếc quành hơi nhỏ xíu, gan như con thú luôn nè. Tại vì thấp thân cao á, quành nó hơi nhỏ, quành 13. Quành 13, này thấp thân cao. Lên đây giót lại 11. Này thấp thân cũng tầm khoảng 6 tấc ha. Tay cành về là quý của chú mình thấy rồi. Cây này đế mai nè quý chú. Ôi ơi có đế nè. Cuộn dưới này, nè. Cô chú nào thích đế gì mua lô này về. Thần lắc ha. Khủng khiếp. Này là nói chung là công nghiệp còn sót lại cái lô này là lực quý chú ơi. Chứ bây giờ hiện tại bây giờ thị trường không còn nhiều nữa đâu. Tại vì bán để dễ gì cây lô này mà có đế gì cô chú anh chị mình. Nè, đế nó đế xoáy. Chốt cái lô này là quá ưng ý. Đây, để mình đứng dậy. Nói chung là cây này cũng có đế. Đem đứng dậy. Ở đi vô giữa đồng vậy nè quý chú. Còn bộ ha. Rất là lực luôn. Hai bờ. Nhưng mà cây nào cũng có đế luôn á. Ba lô này em bao đế cho cô chú. Chữ lắm quý cô chú ơi. Đâu. Cây nào nha. Ôi ôi, cũng đế nè quý cô chú. Nằm trên mô đế. Có cây lùng lực bên đó nữa kìa. Nói chung là cái lô này mà nếu như mà quay hết là tầm khoảng tay nè, tay nè. Nói chung là cái thân với cái cành á thì ở cái thân với cái cành và cái đế thì quay cho quý cô chú thấy được, chứ tại vì trồng cái số lượng nó dày đặc như thế này là cái phơm tàn nó không có bị sen tầm bậy, tại vì nó vô cái ba game hết trơn rồi, vô khung hết trơn rồi. Trời quá trời cái cây này. Quành này chắc 17 quá ha.
17. 17 xích thước luôn quý chú. Cây bên đó mới lực nữa kìa. Cây đó nó lùng nó lực. Cái khó khăn nào mà 10 cm là hoành có thể là 17, 18 nha. Ồ, cái phơm tàn. Lô này phải nói là rất là già. Thì cái ngày hôm nay mình chia sẻ cho quý cô chú mình cái nguồn thông tin về cái vườn Mỹ Hồng này. Thì quý chú nào nếu như thiện chí cần thì cứ liên hệ ha. Giá về quý chú mình những cái cây khủng như thế này, công nghiệp, nói chung là công nghiệp, là lô này là phải nói là rất là già lô. Trồng này tầm phong 3 năm gửi quý chú ơi. Nè, mình chỉ hào hào cái khui khui cái đế sơ sơ thôi. Cây nào cũng có đế hết nha, lô này. Đây đây đây, có cây này chứ, có thể mình demo cái cây này thử thôi nha. Cái đế nó nè, nó cây này nó lật thì chắc có thể là mình bỏ lại. Nè. Đế nó cuộn nè. Thân trong đó nữa kìa. Cây này đẹp nè. Nó cũng hít mưa cho cái lô này luôn nha cô chú. Nè nè, đây 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 đây. Đó này, ngắn này có tầm khoảng 17 á. Trời, cái đế nó đẹp rồi cô chú ơi. Cây này đế 17. 16 gữ. Sen lên đây là nở ha. Để em đo thử. 16 luôn. Nói chung là không bị bóp luôn, ở dưới ở trên sao là dưới vậy luôn quý chú. Nè, đế nè. Còn sâu. Cái cây này mà mình bứng lên chậu là nó rất là căng cây luôn. Đây đây, dán thú luôn nè. Dán thú dán mai để mai luôn nè. Bứng lên là nó nhìn nó căng cây lắm ạ. Đế mai luôn. Cây nào cũng có đế. Quá đẹp luôn quý chú ơi. Rực rỡ. Lô này quý chú mình bứng là vừa nha, tại vì nó đang lên một cái cơi, nó rớt một đợt ha, nó lên một cái cơi khác, nó đang lên nụ búp kẹo chân rồi. Thì giá nãy giờ mình cũng có chia sẻ với quý chú rồi ha. Thì quý chú nào cần thì liên hệ trên số điện thoại trên màn hình, hoặc là ở gần thì có thể đến vườn cây, đến vườn coi mình lựa chọn những cái cây ưng ý ha. Thì như vậy là vườn này 200 ngoài gốc. Nói chung là quý cô chú nào show hand hết cái này thì có thể là cái giá nó sẽ mềm, rất là mềm hơn cho quý cô chú mình về thuần lại hàng Tết ha. Cây này nó bị gió lật mà nó lên trời nè quý chú, Mỹ Hồng. Khi mà nó bắt rồi nó rất là sung nha quý cô chú. Nè. Trời ơi, đế nè. Nguyên một thùng đế luôn. Rồi mình có chia sẻ gì thêm về cái lô này không Ngân? Nếu mà giá lẻ thì em cũng đã nói giá lẻ là giao lưu cho cô chú anh chị là 850.000 một cây, là em bao ship tặng nhà luôn ạ. Còn nếu mà cô chú anh chị nào chốt sỉ từ 20 cây á, thì là giá là 600.000 một cây, em bao ship tặng nhà luôn. Còn nếu mà chốt cô chú anh chị nào chốt hết vườn 260 cây thì là giá 400.000 là em bao vận chuyển tới nhà cho cô chú luôn. Rồi. Là em sẽ tặng thêm cho cô chú 10 cây nữa. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Rồi thì cái thông tin ngày hôm nay vậy nha quý chú. Vườn Mỹ Hồng này cũng kết thúc clip quý chú ơi. Chỉ bao nhiêu đơn giản vậy thôi. Quý chú mình nếu có điều kiện thì cứ liên hệ và đến vườn xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý chú.